Nỗi buồn cuối đời. Tôi biết trên thế giới Tây Phương có nhiều đứa con không dám đi du lịch xa vì sợ con mèo, con chó hay bầy cá ở nhà không ai cho chúng ăn hay săn sóc. Nhưng cha mẹ già thì đã có những nhà dưỡng lão. Thậm chí trong tình vợ chồng, người vợ còn mạnh khỏe, xin đi lễ hay lên chùa, nhưng chồng thì cô đơn trên chiếc xe lăn trong một nhà già quạnh hiu nào đó. Chúng ta có bao nhiêu lý do để bào chữa, biện minh cho việc bỏ bê cha mẹ già trong một cơ quan y tế, được cho ăn mỗi bữa, áo quần có người giặt, dài ba ngày được đẩy xe vào phòng tắm, trần truồng và được cô y tá hay một nam nhân viên dội nước, sát xà phòng, do đầu. Những việc săn sóc này dù có mang chút tình người đi nữa thì cũng là những công việc hàng ngày bắt buộc, thương ghét hay xúc động chỉ là những cảm tính vô ích. Có những đứa con nại cứ bù đầu với công việc ở sở và việc con cái bếp núc ở nhà nên không có thời gian dành cho cha mẹ già, đành phải đưa cha mẹ vào nhà dưỡng lão. Gần đây người ta lên tiếng hoan nghênh những người phụ nữ hy sinh lợi tức để ở nhà toàn thời gian chăm nom, săn sóc con cái, nhưng nào có ai nghe chuyện có những đứa con bỏ việc làm gì còn cha mẹ cần sự giúp đỡ lúc về già. Người ta thường kêu than không có thời giờ, đầu tắt, mặt tối nhưng còn có thời gian mua sắm trong các cửa hàng thời trang. Mất 1-2 tiếng đồng hồ trong gym mỗi ngày, 5 giờ cho một chương trình ca nhạc ở sòng bài, không tính thời giờ đi về. Đó là chưa kể thời gian bắt buộc phải ngồi trước máy điện toán, vào Facebook hay trao đổi tin nhắn với bạn bè. Người ta có thể mỗi năm tổ chức những chuyến du lịch bắt buộc, ra ngoài để mở tầm mắt trước thế giới, nhưng nhắm mắt làm ngơ về một lần sắp xếp thời gian đi thăm cha mẹ già. Ngày xưa một người mẹ nuôi được 5-10 đứa con, ngày nay cả 5-10 đứa con không nuôi nổi được một mẹ. Phải chăng vì vậy mà phải đẩy mẹ vào nhà dưỡng lão để cho những người xa lạ trông coi? Ở đây có khi mẹ thiếu ăn, cơ thể mất nước, dơ bẩn trong mớ phân và nước tiểu, bị đối xử tàn tệ, cũng chẳng hề ai biết đến. Ngày xưa bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn, không có bậc cha mẹ nào có thể ngoảnh mặt trước cảnh con đói khát hay bị lăng nhục bởi một người khác. Con biết giờ đây, một ông già bằng 3 đứa trẻ cha lẩm cẩm bước đi và mẹ phải nương lưng nhờ gậy chống. Xưa kia khi các con còn thơ ấu, thân xác chưa trưởng thành và tâm hồn con yếu đuối, điều một điều hai vẫn là mẹ. Một đứa trẻ có thể biết lạnh, biết nóng, biết đói, biết khát, biết đau, nên khóc la, nhưng chóng quên, khóc đó rồi cười đó. Trái lại, một ông già còn biết buồn, biết tủi thân, biết xót xa mà chỉ biết gặm nhấm mang lấy nỗi buồn của riêng của mình. Nên tuổi già cũng cần chăm sóc, gần gũi, ân cần như là một đứa trẻ, có khi còn hơn thế nữa. Thói quen của người đời, người ta thường hỏi nhau có được mấy con, mấy ai quan tâm xem song thân còn hay mất. Đối với cha mẹ, con là tất cả, nhưng đối với con, cha mẹ là một thứ quá khứ cần xếp lại. Ngày xưa, niềm vui của cha mẹ là nghe tiếng đứa con chập chững bi bô hay tét miệng cười. Ngày nay cha mẹ về già, các con ở xa, chỉ mong nghe tiếng điện thoại reo vui vào những ngày lễ, Tết, và đầu điện thoại bên kia có tiếng nói, mẹ ơi, hay mẹ đó hả? Trong cái tổ ấm cúng ngày xưa, và là cái tổ trống quát ngày nay, khi các con đã đi xa, những cái phòng của các con vẫn để trống, biết đâu có ngày con về thăm bố mẹ. Con búp bê bằng nhựa, con gấu nhồi bông vẫn còn trên chiếc dương cầm phủ bụi của con gái, tủ sách. Nhiều giải thưởng và những lá cờ kỷ niệm của trường đại học vẫn còn gắn trên bức tường trong phòng đứa con trai. Và ngôi giường kia đã đầy lớp lá vàng vào thu hay phủ tuyết mùa đông. Cái ghế xích đu ngoài giường ngày trước con thích ngồi vẫn rung khẽ cùng cơn gió nhẹ. Nhiều lúc cha mẹ muốn bán ngôi nhà cũ đầy ắp kỷ niệm, nhiều phòng để đi tìm một cái condo, nhưng cứ nghĩ khi con về và còn những đứa cháu nữa sẽ ở đâu. Cha mẹ Việt Nam tự an ủi, ru mình bằng 4 tiếng nước mắt chảy xuôi là mọi chuyện đều cho qua, nhận thức đời sống một phần cũng cho là duyên, là phước. Phải chi cha mẹ như cha mẹ nơi quê người, không hề lưu luyến, bình rịnh, ngay từ lúc đứa con đã trưởng thành rời mái ấm ra đi. Nhưng có lẽ mọi điều không phải như vậy, dù bên trời Tây hay bên phương Đông. Chúng tôi vừa được xem một đoạn phim rất ngắn kể chuyện một người già cô đơn ở phương Tây. Những ngày lễ lớn năm nay, cô con gái tin cho biết là cô không về thăm cha được vì bận việc. Ông cụ lủi thủi một mình, cô đơn trong căn nhà nhỏ với những bữa cơm lặng lẽ hàng ngày. Nhưng rồi, cô con gái nhận được tin cha mình qua đời đột ngột, cô thu xếp cùng chồng trở về nhà. Trên bậc cửa, cô thấy người cha thân yêu của cô hiện ra với tấm lưng còng và mái tóc bạc phơ, cô bật khóc. Phải chăng vì nghe tin cha chết, cô mới trở về?
Trong khi còn sống, người cha cần có con thì không có cô bên cạnh. Nhưng cũng còn may, cách đây mười mấy năm ở Paris, vào mùa hè, có một trận nóng kinh khủng giết hàng trăm cụ già trong nhà dưỡng lão. Nhà nước thông báo cho những đứa con trở về lo chôn cất. Nhưng chúng, nhiều đứa đành xin lỗi vì đang kẹt trong chuyến du lịch dài ngày ở xa.